Thưa quý vị, thì Nguyễn đang có mặt ở trên khu vực của tượng An Kỳ Sinh. Mời quý vị tham quan nhìn lại một lần nữa. Ở khu vực phía dưới là Uông Bí, rồi có đường để cắt ngang qua khu vực bên kia xa hơn, đó là thành phố Hải Phòng. Phía ngoài là khu vực của vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Chỗ đấy là sông Bạch Đằng. Cảnh các du khách đang ngồi ngắm cảnh. Tắm nắng thở. Cảnh gì nghỉ mệt. Mình phải nâng tầm mình lên chứ. Ở dưới trong cảnh nhiều giờ thì du khách nói một câu. Đây là tượng An Kỳ Sinh quý vị nha. An Kỳ Sinh ạ. Và đây là tượng Phật Hoàng. Ồ, thế cũng lên tế rồi à. Quý vị đã thấy được cảnh tượng chùa Đồng phía kia. Tượng Tí Lăng xuống hả? Tượng Tí Lăng. Đi lên đây.